cmtown.info and Double F Production. Hello. Lawyer, my house. Julian. Yeah, guy. Damn. Lúc nhỏ và thường đam mê rượu chè, từ chuyện gây cứu tiền bạc đối với anh không màu mè. Chẳng là nhà sống tà tè một ngày hai bữa thôi hèn, ngày mới lại bắt đầu, nhìn cuộc sống anh lắc đầu, tự hào từ bàn tay trắng gây vô số nợ lên ngập đầu. Ai gầu không cần biết đến ngày mai, không cần biết chuyện tương lai, là dân chơi nên cứ thỏa sức chơi hết đêm nay qua ngày mới. Đâu cần tới chuyện gì tới nó sẽ tới, bao nhiêu lời như đòi nợ, có lúc sợ bỏ mặt vợ đi nên vợ gian xin người đừng đòi nợ. Còn tấm thân như si ca chẳng còn gì đâu mà me, nước tới chân anh mới nhảy, nợ tới đầu anh mới đẩy, thì làm sao qua được đây. Chắc đợt này tụi nó chém anh không còn thay. Xin chào mấy ông khúc một khúc mày, ngoại ơi con đến đây. Đời dài ngày qua lắm màu sầu, còn bay để mà viết fly. Thất bại thì làm lại, cũng như viết sai thì xóa. Bất tài với tồn tại, từ từ sửa đừng có lo. Để sống thì phải chấp nhận tất cả, dù cuộc đời thay đổi. Sống đừng quá mơ mộng, nên tự cho mình một lối. Không làm những chuyện bất lương, để mới sâu không hối hận. Không bán đi các phẩm chất, vì lương tâm là bất tận. Ai cũng có công việc làm, đừng làm khó dễ lẫn nhau. Tình nghĩa mới là quan trọng, chứ tiền bạc cơ là bao. Tiền nhiều cỡ nào, nếu mày xài thì cũng hết. Cách cư xử của mọi người vẫn tồn tại đến khi chết. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, lúc có khăn thì mới hiểu nhau. Đâu phải mắt thắng, nhìn bề ngoài thì sẽ hiểu đâu. Nếu như ai cũng tốt thì xã hội này có vẻ thái bình, thì tao đâu cần phải nói làm gì để rồi lại mất tình. Đời